Chào các bạn, quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. Thì trong clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái ứng dụng VidIQ trên nền web cũng như là đăng ký tài khoản để các bạn có thể sử dụng cái công cụ này, share cái video của các bạn đạt được nhiều điểm và dễ search nhất trên YouTube. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu hơn vào cái ứng dụng VidIQ này để hướng dẫn các bạn những cái thông số, thông tin và cách chỉnh sửa nó. Cụ thể, đầu tiên thì chúng ta sẽ back lại với cái giao diện cài đặt web của các bạn nhé, và giao diện chỉnh sửa YouTube của các bạn. Rồi, hiện tại thì đây là kênh test của mình thôi, cho nên mình cũng chỉ mới up một cái video. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái video này. Đây là cái video của chính các bạn. Đấy, thì các bạn có thể dựa vào cái công cụ VidIQ này để chỉnh sửa từng video trong playlist của các bạn. Thì ngay lập tức bên tay phải này, sau khi mình kích vào cái video của chính mình, video test thôi, thì nó sẽ hiển thị ra một loạt những cái thông tin như sau. Thì bây giờ mình sẽ miêu tả nó nhá, miêu tả nó cụ thể những cái mục như thế nào. Thứ nhất, về cái điểm mà VidIQ đánh giá cho cái video của bạn, nó là 3 điểm. Ok, nó rất là thấp và nó sẽ không thể nào mà có thể đạt được cái lượt view hay là ăn đề xuất hoặc là lượt xem trên YouTube tối đa. Và khi cái kênh YouTube của các bạn ấy, khi cái video của các bạn, cái số điểm overview này nó càng cao thì tức là cái lượt xem, lượt đề xuất của YouTube dành cho video của các bạn sẽ càng lớn. Thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để tăng được cái điểm này lên. Hiện tại nó đang là 3 trên 10. Ok, tiếp tục. Ở đây mục thứ hai đó là mục view, lượt view thì mới chỉ có 2 lượt view thôi. Và độ dài của cái clip đó là 1 phút 04 giây. Đấy. Bên dưới này nó sẽ thống kê tiếp một số cái mạng xã hội như là rất là tệ. Đấy. Tình trạng của cái video này rất là tệ. Không có lượt like, không có lượt lead like nào và chưa connect với Facebook. Đấy. Bên dưới là điểm sell này, đấy. VidIQ sell cũng 0 trên 100. Đấy, lượt replay cũng là 0 trên 20. Không có cái màn hình kết thúc, end screen, không có các. Nói chung là tất cả đều không có một cái gì hết ngoài nhá. Các bạn quan tâm chính đến cái mục đó là Video Optimization Checklist đấy nhá. Đấy, các bạn quan tâm đến cái mục này. Đây là cái mục mà các bạn sẽ phải làm theo những cái tiêu chí của nó để có thể đạt được điểm SEO. Đầu tiên, title có nghĩa là tiêu đề, thì các bạn đây tiêu đề đã có rồi thì nó tích về. Đấy, thì ok, mình đợi mình một chút, mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để các bạn có thể dễ hình dung nhá. Ok, sau khi đã chuyển sang tiếng Việt rồi cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ giải thích lại một số cái mục như sau. Đầu tiên về mục tổng quan thì điểm là đạt 3 trên 10. Đấy. Lượt xem 2, thời gian là 1 phút 04 giây cho cái video này. Mạng xã hội thì không có liên kết, không có lượt thích, không có lượt dislike, không có lượt like và chưa xác thực Facebook. Đấy, mình đã nói lại lúc ấy thôi nhá. Điểm sell thì 0 trên 100. Đấy. Đấy, đề xuất thì cũng là không có tí nào luôn nếu mà các bạn làm đề xuất. Rồi. Một cái mục đích quan trọng nhất mà chúng ta tìm kiếm đó là cái mục checklist tối ưu hóa video này này. Thì chúng ta sẽ làm theo những cái tích cái điểm này để chúng ta có thể đạt được điểm cho nó. Thì để chỉnh sửa như sau. Đầu tiên các bạn sẽ chỉnh sửa lần lượt nhé, từng một cái nhé. Ví dụ như thẻ tag mô tả đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lần lượt. Quay lại mình sẽ chỉnh sửa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa. Ok, quay lại trang chỉnh sửa thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái video này để có thể thay đổi cái lượt điểm SEO của nó như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào chỉnh sửa này. Bằng một số cái thủ thuật thì chúng ta sẽ chỉnh sửa. Ví dụ như toàn bộ tất cả những cái thông tin chúng ta cần phải kê khai một cách đầy đủ. Ví dụ mục mô tả này nhá, thì mình sẽ mô tả như sau cho các bạn xem. Ví dụ như là bút máy chính hãng. Đấy, hướng dẫn cách lắp đặt thân bút máy, vân vân và vân vân. Đây là cái mục mà miêu tả, nghĩa là các bạn diễn giải, các bạn có thể diễn giải tất cả những cái thông tin nội dung về công ty, về sản phẩm hay về cái video mà các bạn đang làm.
tối đa của nó là 5.000 ký tự, cho nên các bạn có thể đánh thoải mái và viết thoải mái. Đấy, đây là cái mục mà mở cho chúng ta. Chúng ta có thể quảng cáo, có thể giới thiệu, có thể PR, có thể bán hàng, có thể để số điện thoại, email của chúng ta vào đây, đều rất là ok. Đấy, thì yêu cầu tối thiểu đó là chúng ta cần phải có đầy đủ thông tin ở những cái mục này nhá. Thì các bạn lưu ý là các bạn cần phải hoàn thiện đầy đủ. Ok, đấy là cái mục thứ hai. Sau khi tiếp theo các bạn sẽ phải sử dụng thẻ. Thẻ nó là cái gì? Thẻ nó là cái như là tag ấy, nó là cái tag ở trên Facebook mà các bạn hay sử dụng, các bạn biết đấy. Thì chúng ta sẽ đánh một số cái thẻ như sau. Ví dụ như là những cái keyword mà mọi người có thể tìm kiếm, như bút máy này. Đấy, bút mực. Đấy. Hoặc là đánh cái tên hãng mà chúng ta cần làm, ví dụ như là bút máy xịn chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì rất nhiều thao tác hướng dẫn sử dụng, lắp đặt này, thân bút này, vân 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 và vân vân đó. Thì chúng ta cần phải để ra, đặt ra những cái tag mà nó là cái keyword để mọi người có thể tìm kiếm dễ dàng, và những cái từ khóa mà mọi người hay tìm kiếm đó. Thì đây là chính là cái mục tag. Đấy, tag này thì các bạn phải để nhá, tối đa của nó là 500 ký tự, cho nên là các bạn cũng có thể đánh tag thoải mái, nhưng cũng không nên là tag quá dài hay lan man, mà cần tập trung vào những cái vấn đề chính và những nội dung chính mà chúng ta cần giới thiệu thôi, và để cho người xem có thể search được. Khi người ta search trên YouTube, người ta sẽ search được những cái từ khóa mà chúng ta đã đánh vào đây. Đấy. Bên cạnh đó thì nó song song với việc đặt tên cũng vậy. Đặt tên thì chúng ta cũng cần phải đặt cụ thể nhá. Ở đây hiện tại thì mình đang làm cái video test test thôi, cho nên là cái tên nó cũng sẽ không hay và không được xuất sắc. Đấy, các bạn có thể đặt tên theo cái sản phẩm mà các bạn muốn giới thiệu, hoặc là đặt tên theo cái công ty của các bạn, hoặc là những cái tiêu đề gì đó hot, hấp dẫn hiện tại, nó là cái trend hiện tại, để các bạn có thể bám vào và ra được những cái từ khóa khiến người khác phải search. Ok, tiếp theo đó là cái mục sau khi đã mục này rồi. Sau khi đã hoàn thiện ba mục này rồi thì nó sẽ có bên tay phải là công khai. Đấy, công khai là tất cả mọi người có thể tìm kiếm được. Bên dưới này các bạn sẽ vào thêm vào cái danh sách phát có playlist, thì các bạn sẽ tạo playlist. Thì lưu ý là tất cả các video ấy, các bạn khi các bạn làm video nó sẽ có những cái nhóm nội dung khác nhau. Ví dụ như hiện tại đây mình đang làm về văn phòng phẩm, thì nó sẽ có như là bút máy này, bút mực này, đất nặn này, đồ dùng học sinh này, sách vở sổ đó. Đó là những cái nhóm lớn. Sau khi các bạn làm những cái video về những cái sản phẩm đó thì các bạn sẽ nhóm chung vào một cái nhóm như vậy. Ở đây cụ thể là bút mực. Đấy. Thì mình sẽ nhóm của đó vào cái nhóm bút mực. Hiện tại chưa có, các bạn sẽ ấn tạo mới cái nhóm này. Đấy, bạn ấn tạo. Ok, thì mình sẽ tích luôn cái video này vào trong nhóm bút mực luôn. Đó là đã tạo được cho nó playlist. Rồi. Sau khi các bạn đã làm xong những cái bước đó, các bạn lưu thay đổi lại. Đó là cái mục đầu tiên là mục thông tin và cài đặt. Chuyển đến phụ mục tiếp theo là mục các tính năng nâng cao. Đấy, thì các bạn cần phải hoàn thiện tất cả được những cái mục này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy. Các bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh, nội dung, kích thước cho nó mờ chỗ nọ hay là nhòe chỗ kia, hoặc là muốn che đi những cái nội dung mà các bạn không thích thì các bạn có thể sử dụng cái mục này. Âm thanh cũng vậy. Các bạn chèn âm thanh hay chèn hình ảnh vân vân và vân vân, hay là xóa nhòe, tắt âm thanh, cắt cắt tiếng. Đấy, thì các bạn có thể làm như vậy. Mình lưu ý một mục nữa ở chúng ở cái phần này các bạn cần làm, đó là màn hình chính và chú thích, màn hình kết thúc và chú thích. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn dừng video ấy, video của bạn đến phần kết ấy, thường thường khi các bạn xem một cái kênh YouTube nhá, tất cả những cái video khi kết thúc nó đều hiện ra 4 5 những cái gợi ý để các bạn có thể kích vào và lựa chọn chuyển đến cái video tiếp theo. Thì ở đây nó chính là cái phần này. Cái phần này nó chính là cái mục các bạn có thể thêm được vào những cái gợi ý video cho khi trước khi kết thúc cái video của các bạn đang xem. Thì làm như thế nào? Chúng ta sẽ kích vào mục thêm yếu tố. Đấy. Ở đây nó sẽ có những cái mục như sau: video, hoặc là kênh, hoặc là đăng ký. Thì trước hết các bạn sẽ nên tạo vào cái đăng ký. Kích vào cái đăng ký này nó sẽ hiện ra, đấy, chính là cái kênh của các bạn. Khi hết kết thúc cái video bút này rồi, cụ thể là bút này nhá, thì nó sẽ hiện lên cái chữ cái kênh đăng ký này. Nó sẽ hiện lên cái kênh đăng ký này để người xem kích vào và đăng ký kênh của bạn.
Đó là một yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là video hoặc danh sách phát. Thì chúng ta sẽ chọn một cái video hoặc danh sách phát. Ở đây sẽ là video tải lên. Nếu bạn nào có nhiều thì nó sẽ có rất nhiều video ở đây. Nhưng hiện tại kênh test của mình nên chỉ có một video thôi. Các bạn sẽ kích vào cái mục danh sách phát và chọn. Đấy, nó sẽ hiện lên như thế này. Chúng ta kéo ra. Ok, đấy. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn những cái tiếp theo, cái mục mục tiếp theo mà thêm những yếu tố tương quan, tương đồng như vậy để vào trong cái video của các bạn. Thì hiện tại là cái danh sách phát này của mình nó chỉ có một cái video và chính là cái video này luôn, cho nên nó báo không phù hợp. Đấy. Đây chỉ là mình làm test thôi, cho nên là nếu bạn nào có nhiều video và nhiều danh sách ấy, thì các bạn kích vào nó sẽ lên ngay lập tức. Sau đó ấn lưu lại là được. Phải xóa cái này đi thì nó mới cho lưu. Ok, lưu lại. Rồi, ok, các bạn chờ một chút. Đấy, có nghĩa là đây là cái bước để các bạn thêm khi kết thúc. Nhá. Oh no. Nó báo là phải có một phần tử hoặc video để nó mới cho lưu. Đấy. Thì chúng ta sẽ lên thêm một cái video khác, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái video trên online đi. Đấy. Chúng ta sẽ chọn bất kỳ một cái video nào online trên mạng. Thì điều này là mình không khuyến khích nhá. Đây là chỉ mình đang làm test cho các bạn để các bạn có thể hiểu được thôi. Khi các bạn chọn cái mục phù hợp nhất với người xem này, nó sẽ mở cho các bạn một cái video của người khác chứ không phải của bạn. Đấy. Cho nên là khi các bạn có nhiều video rồi, các bạn nên chèn video của bạn vào đây nhá. Rồi, sau khi đã lưu xong, bây giờ chúng ta sẽ load lại. Sẽ load lại cái trang trình duyệt này. Thì các bạn có thể nhận thấy được sự khác biệt ngay lập tức. Đây. Ok. Sau khi các bạn tại mình vừa chỉnh sửa một chút thôi thì ngay lập tức cái điểm nó lên 6 điểm nhá. Điểm sale nó lên 31 điểm. Đấy, rất là nhanh, lúc ấy là 0 điểm nhưng bây giờ lên 31 điểm rồi. Đấy, điểm tổng quan là 6 điểm. Kéo xuống bên dưới thì các bạn có thể thấy là một số cái mục nó đã được tích về hết, như mục tiêu đề ok. Màn hình kết thúc ok, công khai ok, đã được thêm vào một danh sách ok. Đấy. Thì một số cái như là thẻ tác mô tả thì hiện tại mình đang làm nó là quá ngắn, cho nên nó đang báo quá ngắn. Vì thế trong cái mục thẻ tác và mô tả ấy, các bạn cần phải đánh nó dài lên nhá. Mình sẽ đánh thêm một đoạn nữa cho nó dài lên để nó ăn điểm nhá. Đó. Đây chỉ là mình làm test thôi, nên là mình sẽ làm thử. Đấy. Đấy, các bạn có thể thêm rất nhiều thẻ tác, vân vân và vân. Thì sau khi cài cái VidIQ này này, đấy, nó sẽ hiển thị cho các bạn luôn. Đấy. Đấy. Chuyện tình nó đấy, nó gợi ý cho một số cái keyword để các bạn có thể vào chuyên sản xuất. Đấy, vân vân và vân vân. Sau đó bạn sẽ lưu lại thay đổi. Cái ứng dụng VidIQ nó rất là hay. Sau đó chúng ta sẽ load lại để xem. Đấy, một số cái nó vẫn đang hơi ngắn nên các bạn có thể thay đổi sau. Đây chỉ mình đang hướng dẫn một số cái cách làm thôi. Bên cạnh đó thì các bạn cần phải làm một số cái như là hình đại diện tùy chỉnh. Hình đại diện tùy chỉnh là gì? Hình đại diện tùy chỉnh ở đây nó sẽ có cái mục đây, nó chính là cái ba cái mục này này. Đấy, các bạn sẽ tạo một cái hình nền riêng cho các bạn nhé, độc lập của các bạn. Đấy. Ví dụ các bạn sẽ kích vào cái mục tạo hình thu nhỏ này này. Các bạn có thể chọn ảnh khác. Một màu thì sau đó các bạn sẽ viết lên đây chữ, ấn tiếp theo. Đấy, các bạn sẽ có thể nhập nội dung, ví dụ như là tên kênh YouTube của các bạn, ví dụ như là kênh bán buôn, ví dụ thế. Đấy, chữ màu đỏ đi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy kênh bán buôn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ví dụ như là về nội dung của cái nội dung của cái video này chẳng hạn. Ví dụ như là giới thiệu về bút máy.
Thêm nữa đó là số điện thoại liên hệ. Ok, các bạn sẽ sau khi đã xong hết tất cả nội dung mà các bạn muốn lên rồi, các bạn sẽ ấn tiếp theo. Đấy, thì nó sẽ ra một số cái gợi ý như là Facebook, YouTube hay Twitter. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn thiêu hình thu nhỏ lại. Rồi. Ok, sau đó các bạn sẽ mở lên. Các bạn sẽ ở đây sau khi kênh YouTube của các bạn ấy, thì nó sẽ có thể sử dụng được hình thu nhỏ khác, nhưng kênh của mình vừa tạo và cái clip này mình up tạm thôi, cho nên là nó chưa được sử dụng hình ngoài. Vì thế các bạn có thể thay đổi hình ảnh ở đây bằng cách như mình đã hướng dẫn vừa rồi. Đấy, sau khi các bạn đã thay đổi hình đại diện thì cũng như là trả lời những cái bình luận, chia sẻ clip này lên với các trang tiếp theo YouTube, Facebook, Twitter và bật kiếm tiền khi đủ yêu cầu của YouTube, thì tất cả những cái điểm tích V này nó sẽ được tích và cái điểm SEO này nó sẽ đạt lên rất là cao. Như vậy thì là cái clip của các bạn có thể sẽ được mọi người search nhanh hơn và tìm kiếm dễ dàng hơn trong hàng triệu, hàng tỷ cái clip hiện tại trên YouTube. Đó, thì các bạn nên lưu ý một số cái điểm đó. Nó sẽ có những cái mục khác như thẻ tag hay là cái kênh thì nó cũng chỉ là một phần tổng hợp thôi. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn hay chơi sâu hơn ấy, thì các bạn cần phải nâng cấp cái VidIQ này lên VIP thì các bạn mới có thể làm được những cái sâu hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là một số cái cơ bản nhất của cái VidIQ này để hỗ trợ cho các bạn làm YouTube. Mình thấy nó cũng khá là ok và dễ sử dụng. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cái clip của mình. Nếu bạn nào không hiểu hay là chưa làm được thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp với mình. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé, để mình tiếp tục làm những cái clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.